Xin chào các bạn nha Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem ai đăng nhập vào Facebook của mình Hay là cách xem những thiết bị đăng nhập vào Facebook của mình nha Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn Bước đầu tiên á, thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook này Rồi thì sau khi các bạn đã vào ứng dụng Facebook rồi á, Bước tiếp theo các bạn bấm vào cái phần menu nha Phần 3 gạch này các bạn bấm vào Sau đó các bạn kéo xuống các bạn bấm vào cài đặt và quyền riêng tư rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cài đặt rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần trung tâm tài khoản này nha bước tiếp theo các bạn bấm vào mật khẩu và bảo mật rồi sau đó các bạn bấm vào nơi bạn đăng nhập này rồi các bạn chọn cái tài khoản facebook thì giờ khi các bạn bấm vào cái mục nơi bạn đăng nhập và các bạn chọn tài khoản Facebook á, thì nó đã hiển thị những cái thiết bị đăng nhập vào Facebook của mình nè các bạn thấy cái thiết bị nào lạ thì các bạn bấm vào chọn thiết bị để đăng xuất thì ở đây mình thấy hai cái thiết bị ba cái thiết bị chứ iPhone này nó để địa chỉ ở sông vệ Việt Nam này thì mình thấy nó cũng hơi lạ nha thì mình sẽ tích vào và bấm vào đăng xuất rồi mình bấm vào đăng xuất Thì như thế nó sẽ giúp cho mình đăng xuất những cái thiết bị lạ Những cái thiết bị mà nó đã vào hữu của mình nha Và các bạn cũng có thể chọn đăng xuất tất cả cũng được Các bạn chọn tất cả này Sau đó các bạn bấm vào đăng xuất Rồi nếu như mà các bạn nghi ngờ cái Facebook của mình á có những thiết bị lạ đã đăng nhập vào á thì các bạn nên đổi mật khẩu nha. Các bạn bấm vào đổi mật khẩu nè. Các bạn chọn Facebook của mình. Sau đó các bạn nhập mật khẩu hiện tại và nhập mật khẩu mới nha. Như thế thì nó sẽ giúp cho cái Facebook của mình nó được bảo mật và an toàn hơn. Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách xem Ai đăng nhập vào Facebook của mình hay là cách xem những thiết bị đăng nhập vào Facebook của mình. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay cũng như là hữu ích thì cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.